Cách vệ sinh chiếc Vega như nào cho nó mát mẻ trong những cái ngày hè nóng lực như này các bạn nhé. Vệ sinh Vega trước. Đây. Chúng ta sẽ vệ sinh con GTX 960 này để xem nó sạch sẽ như nào nhé. Thì mỗi một con Vega thật ra có thể thiết kế nó khác nhau, nhưng về cấu tạo cơ bản là nó cũng chỉ có, đầu tiên là phần quạt này, thứ hai là phần giáp tản nhiệt này. Thì để có thể vệ sinh được thì các bạn có thể vệ sinh hai phần. Phần thứ nhất là phần quạt tản nhiệt, thì các bạn có thể tháo nó ra, tháo cái lồng quạt này. Ở bên trong các bạn có thể nhìn thấy ốc này. Đấy là với những chiếc Vega nào mà còn bảo hành thì các bạn chỉ riêng tháo những con ốc này ra thì các bạn có thể nhấc được cái quạt này lên để vệ sinh phần quạt này. Còn nếu những con Vega là hết bảo hành rồi, các bạn có thể tháo được hết ra thì các bạn sẽ tháo bốn con ốc phía bên sau này. Bốn con ốc này sẽ giữ cái phần tản nhiệt này. Đấy. Còn với những con mà nó có cái black bed phía sau ấy, nó úp bên này, thì các bạn tháo cái miếng black bed ấy ra trước, sau đó là mới tháo được những cái này. Có những trường hợp thì không cần tháo miếng black bed ấy cũng tháo được cái tản này. Tuy nhiên thì mình cứ tháo dần từng bước thì nó sẽ ok hơn so với việc là mình cứ làm tắt, thì có thể nó xây xước cái gì đó thì nó ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái Vega này các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ tháo cái phần tản này luôn cho các bạn xem, sau đó là tháo cái quạt này sau các bạn nhé. Với con này thì nó cấu tạo đơn giản, chúng ta chỉ tháo 1, 2, 3, 4 con ốc này với hai con ốc này nữa để giữ cái miếng phía trên này này. Đó, sau khi tháo hết các ốc này, các bạn phải quan sát kỹ xem còn con ốc nào có thể giữ cái tản này không nhá. Nếu mà không còn thì các bạn nhấc ra, nhấc cái tản này ra. Đấy, nhấc ra như này. Có những cái tản này nó, cái keo tản nhiệt này nó dính hơi bị chắc vào cái phần đế tản này, thì các bạn nhấc nó khó hơn. Thì các bạn tách nó ra như này nhá. Cầm tách nó ra như này. Tách nó ra như này. Đấy, tách mạnh một chút. Nhớ là với điều kiện là các bạn phải tháo hết ốc rồi nhá. Nhưng mà chưa hết ốc mà các bạn tách ra như thế là có thể bị gãy đấy. Sau đó là tháo cái dây cắm quạt này ra. Tháo cái dây cắm quạt. Cái dây cắm quạt này thật ra nó có một cái lẫy. Các bạn cho cái tay vào cái lẫy này, các bạn cậy nó ra là được. Đấy. Sau đó là nó có cái lẫy gài phía sụt sau này. Các bạn lắp lại thì lắp đúng cái lẫy này là được, không bị sao cả. Và đây là chính là cái phần chip này. Thì chúng ta sẽ lau sạch sẽ bằng cái khăn mềm mềm một chút, lau sạch cái này đi, xong bôi keo vào là xong. Đây, các bạn có thể lau bằng giấy cũng được. Đấy. Các bạn tẩy sạch cái keo này đi. Tẩy sạch cái keo đi các bạn nhé. Còn cái bụi này thì chúng ta sẽ lấy cái chổi chổi sơn nhỏ nhỏ các bạn thổi đi. Đấy, phần bụi này các bạn lau sạch đi. Đấy. Đằng nào mất công tháo thì lau cho nó sạch sẽ đi. Với cạc hết bảo hành thì các bạn hãng làm như này nhé. Còn với những cạc còn bảo hành thì có thể tháo ra như này. Có một số chỗ nó hư hỏng hay là một số hãng người ta không bảo hành cái kiểu vừa chúng ta tháo tung ra như này ấy, thì sẽ mất bảo hành của các bạn nhé. Các bạn nên lưu ý như thế. Đấy. Lau sạch sẽ như này này, xong để nó sang bên. Bây giờ đến phần quạt này. Các bạn nhìn này. Nó sẽ có những cái ốc này để giữ cái quạt ấy. Đấy, các bạn quan sát cái cạc nào nó cũng sẽ như thế. Đấy. Chủ yếu là cái vị trí ốc bố trí nó sẽ khác đi một chút. Đấy, các bạn nhìn ốc kìa. Đấy, thì các bạn sẽ nhấc được cả cái bẩn này lên. Đấy, bây giờ mình sẽ vặn cho các bạn xem. Tháo hết ốc các bạn nhấc ra này. Đấy, các bạn thấy chưa? Két đất này, bẩn không? Thì bây giờ các bạn cũng sẽ sử dụng cái chổi này. Đấy, lau đi. Đó, như thế là sạch rồi. Bây giờ đến cái phần tản này nó cũng còn bụi này. Các bạn nhìn thấy bụi không? Đấy, các bạn lau đi. Lau nốt cả cái phần keo nó tiếp xúc ở cái chỗ CPU, chỗ GPU đi nữa. Để nó tiếp xúc tốt hơn thì nó mới mát được. Đấy, sạch như này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhỏ keo vào đây. Này, các bạn sẽ sử dụng cái tít keo kiểu như này, bôi lên bề mặt con CPU, con GPU à. Bôi ít thôi chứ đừng bôi nhiều quá. Đó, bây giờ chúng ta sẽ lắp quạt lại trước. Lắp quạt thì các bạn phải để ý đúng cái chiều để tí nữa chúng ta cắm lại được cái dây điện nhé. Cắm lại được cái dây quạt này này.
không là tí nó lắp ngược là không cắm được cái dây quạt vào. Sau khi vặn xong thì các bạn là cắm lại cái quạt cho nó nhá, nhớ cắm đúng chiều ấy, cắm ngược chiều và nó lại chập choạc gì đấy đó. Sau đó các bạn ke lại cho đúng cái vị trí mình bắt ốc này đấy, các bạn đặt nó xuống, các bạn nhớ phải ke chuẩn vào nhé. Rồi sau đó là ngửa lên, ngửa lên như này, bắt lại ốc các bạn nhé. Đã xong các bạn nhé. Giờ chúng ta sẽ lắp vào thử xem nó bật nó có lên không. Lên rồi. Đấy. Đây em hàng của chúng ta đây các bạn nhé.